Kính chào quý khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ Tư, ngày 23 tháng 8 năm 2023, bản tin có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Sử chủ trì buổi họp ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ Festival Tôm Cà Mau và diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP đồng bằng sông Cửu Long năm 2023. Nhằm chuẩn bị cho các sự kiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 1450 về việc thành lập ban tổ chức gồm 24 thành viên, trong đó Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt làm trưởng ban. Theo đó, ban tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo và điều hành nội dung, chương trình đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cơ quan thường trực tham mưu chỉ đạo điều hành đôn đốc các tiểu ban đơn vị có liên quan trong việc tổ chức các hoạt động. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập 3 tiểu ban gồm tiểu ban nội dung, tiểu ban tuyên truyền giải trí khánh tiết, tiểu ban hậu cần, an ninh trật tự. Đối với tiến độ triển khai thực hiện, tính đến nay đã có 13 trên 27 đơn vị có kế hoạch và khái toán tổ chức các hoạt động thuộc nhiệm vụ của sở ngành địa phương và đơn vị liên quan thực hiện sự kiện, với tổng kinh phí gần 2,3 tỷ đồng. Qua rà soát, số lượng gian hàng trưng bày triển lãm thương mại ngành tôm và sản phẩm OCOP có 366 gian hàng. Trong đó, ngành hàng tôm có 190 gian hàng, sản phẩm OCOP có 176 gian hàng. Đã ghi nhận được 6 trên 12 đơn vị cho ý kiến về thành phần khách mời tham dự khai mạc festival gồm Cục Thủy sản, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, với tổng số lượng 826 đại biểu. Nhằm hỗ trợ các bên sản xuất cũng như đưa sản phẩm đặc sản địa phương trên khắp cả nước đến tay người tiêu dùng, Trung tâm Kinh học và Công nghệ số Bộ Công Thương đã và đang nghiên cứu triển khai hỗ trợ hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp ở địa phương tiếp cận mô hình bán hàng là sàn đặc sản địa phương. Cụ thể, khi tham gia mô hình sàn đặc sản địa phương, mỗi tỉnh thành sẽ được thiết lập một gian hàng đặc sản trên các sàn thương mại điện tử lớn, trong đó tập trung tất cả doanh nghiệp sản xuất và các sản phẩm của các tỉnh thành để thuận tiện trong việc quản lý, điều phối vận hành và phân phối sản phẩm trên sàn thương mại điện tử. Mô hình phân phối đặc sản địa phương qua sàn thương mại điện tử sẽ giúp người tiêu dùng có thể mua các sản phẩm đặc sản địa phương mà không còn giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kết thúc quy trình lọc ảo trên hệ thống tuyển sinh chung vào chiều hôm qua. Sau quy trình lọc ảo xét tuyển kéo dài tới 10 lần, và dựa theo mức điểm công bố của một số trường mới đây thì không có nhiều biến động. Tuy nhiên, điểm nổi bật là không còn hiện tượng điểm chuẩn vượt ngưỡng 30 vẫn không đậu như những năm trước. Sau khi kết thúc quá trình lọc ảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trả kết quả về cho các trường đại học đối chiếu và công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Trên cơ sở đó, các trường có thể đồng loạt công bố điểm chuẩn từ chiều ngày 22 tháng 8 đến trước 17 giờ ngày 24 tháng 8. Theo quy định, thí sinh trúng tuyển đợt 1 phải làm thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian xác nhận nhập học từ ngày 24 tháng 8 đến 17 giờ ngày 8 tháng 9. Các trường không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 24 tháng 8 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17 giờ ngày 8 tháng 9, kể cả các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài. Chiều hôm qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV tổ chức chương trình lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Thanh niên tiên phong chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025. Chương trình được kết nối trực tuyến tới 63 tỉnh thành trong toàn quốc. Mục tiêu chương trình Thanh niên tiên phong chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 nhằm phát huy vai trò tiên phong đi đầu của Trung ương Đoàn và BIDV trong việc thực hiện chuyển đổi số quốc gia, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc triển khai chuyển đổi số, đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời phấn đấu trong giai đoạn 2022-2025 phát triển được 2 triệu khách hàng chuyển đổi số, sử dụng các sản phẩm ngân hàng số trong hoạt động thanh toán. Năm 2023, BIDV đồng hành cùng Trung ương Đoàn thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tuổi trẻ sáng tạo với kinh phí 700 triệu đồng. Tại Cà Mau, tỉnh đoàn Cà Mau và VNDV chi nhánh Cà Mau
cũng ký kết hợp tác từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 12 năm 2023, phát triển mới 3.000 khách hàng số. Với thông điệp, tuổi trẻ sẵn sàng, vững vàng chuyển đổi. Thời gian tới, BIDV sẽ hỗ trợ tỉnh Đoàn Cà Mau các hoạt động đào tạo, trải nghiệm, nâng cao kiến thức, trình độ đối với đoàn viên thanh niên, nâng cao năng lực số trong nền kinh tế số và xã hội số, tư vấn nghề nghiệp, khởi nghiệp, giới thiệu việc làm, đồng hành trong các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, môi trường, khen thưởng cá nhân xuất sắc trong công tác chuyển đổi số, hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế. Thưa quý vị, thanh toán không dùng tiền mặt nay dần trở thành thói quen của nhiều người, không chỉ ở khu vực thành thị mà cả ở vùng nông thôn. Những tiện ích mới giúp cho người dân dễ dàng hơn trong các giao dịch hàng ngày, cũng tiện lợi hơn khi ngày càng có nhiều sự hỗ trợ của các doanh nghiệp đưa công nghệ về địa bàn xã ấp. Phóng sự thực hiện tại huyện Cái Nước. Nghỉ hưu, vừa nhận nhiệm vụ bí thư chi bộ ấp Trọng Bang, xã Đông Hưng, ông Võ Bình Yên tiếp cận với ứng dụng Viettel Money để rút tiền ngay tại Ủy ban nhân dân xã. Những tiện lợi hiện hữu như dễ sử dụng, đỡ mất chi phí đi lại được ông Yên đánh giá cao. Rút tiền cái bên lương của một tháng của Viettel thì tôi thấy là đối với cái Viettel thì nó cái thứ nhất là tiện lợi, cái thứ hai là nó không tốn phí. Như nãy giờ tôi đã nhờ anh em chuyển rút giùm thì tới đây tôi thấy rất tiện, ví dụ ra xã vẫn được, lợi tiệm tập quá lớn vẫn được, nhờ anh em vẫn được. Bán tập quá tại ấp Giá Ngự, xã Đông Hưng đã hơn 8 năm nay. 6 tháng gần đây, chị Nguyễn Thị Tú An tiếp tục mở rộng việc kinh doanh là điểm triển khai dịch vụ thu hộ, chuyển tiền cho người dân. Từ việc chưa có người sử dụng đến nay, tập quá Tú An là điểm đến quen thuộc của nhiều người trong hỗ trợ các giao dịch trực tuyến không dùng tiền mặt. Ở thì bà con ở đây cũng vui mừng là nói có mày làm đây tao tiện, khỏi mất công đi tới cả nước xa xôi vậy đó. Thì cũng hỗ trợ bà con được thì mình cũng thấy vui, tiện hơn. Như mỗi lần họ muốn mua đồ thì họ nói chợ tao chưa đi rút tiền được, không có tiền mua đồ. Rồi giờ từ lúc em làm tới giờ thì họ kêu em cho cái số tài khoản luôn, thẳng rồi chuyển thẳng với em mà lên đây mua đồ luôn, không có còn đi như cả nước như mỗi lần nữa. Thì họ cũng nói chợ khỏe quá trời. Phối hợp với Viettel Cà Mau từ năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước đẩy mạnh việc chuyển đổi số tại địa bàn. Ở 7 ấp đều lập các tổ hướng dẫn trực tiếp và từ xa để người dân nắm và dần thay đổi thói quen trong giao dịch, tiếp cận với các hình thức thanh toán trực tuyến. Theo đó, xã đã cài đặt các ứng dụng cần thiết được cho hơn 1.400 trong tổng số hơn 2.500 hộ. Ngoài ra, Viettel đã xây dựng được 10 điểm hỗ trợ nạp và rút tiền, chuyển khoản ở hộ tiểu thương và cán bộ ấp, lắp đặt 20 pano, 8 cổng chào chuyển đổi số, góp phần tuyên truyền trực quan sinh động đến người dân. Trước hết là lợi mình tuyên truyền đến gia đình, cái quyền lợi, lợi ích cái mình sử dụng phần mềm. Hết là mình gia đình mình tận dụng là những người thanh niên trẻ hay cái nào có cái sử dụng cái thông minh, mình làm để tiện hết thôi. Còn nhưng mà cái ban đầu triển khai nói chung cũng có cái khó khăn á, chung là người đa số là gia đình cũng điện thoại không xài điện thoại thông minh, rồi nói chung là già lớn tuổi rồi đó cũng xài cũng khó khăn hết. Từ từ nói chung nó đem lại nói chung là tiện ích cho bà con khi mà triển khai, rồi sẽ nói chung là sẽ rộng rãi bà con hết. Viettel cùng với các doanh nghiệp khác tham gia vào quá trình này thúc đẩy nó nhanh hơn và chúng ta mang lại nhiều giá trị cho khách hàng hơn, thì cái cách duy nhất mà bắt buộc chúng ta phải làm được là chúng ta phải tiếp cận đến tất cả các hộ dân. Thì với cái nguồn lực mà vô vào thì không dám, nhưng nguồn lực như hiện tại của Viettel đấy, thì Viettel tin rằng là mình có thể làm được cái việc đấy bằng cái cách đó là cài đặt, hướng dẫn, rồi là giúp cho từng người dân, từng hộ gia đình có các cái trải nghiệm đấy. Viettel đặt mục tiêu đến cuối năm 2024 sẽ có 70% người dân trong tỉnh thanh toán không dùng tiền mặt. Để đạt kết quả đó, không chỉ là đích đến của quá trình đồng hành chuyển đổi số, mà còn khẳng định bước phát triển, sự thay đổi nhận thức, thói quen của người dân trong lựa chọn các hình thức thanh toán trực tuyến, một xu thế của tương lai. Hôm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cà Mau tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028. Với phương châm đến tận nhà rà soát từng đối tượng,
để hiểu rõ hoàn cảnh cuộc sống, bệnh tật, nhu cầu, làm cơ sở vận động giúp trên tinh thần, chung tay chia sẻ nỗi đau da cam. 5 năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cà Mau thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ như xây dựng và sửa chữa nhà ở, cấp học bổng, tặng xe lăn, xe lắc, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, trợ cấp khó khăn, mượn vốn sản xuất với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cà Mau phấn đấu vận động trợ giúp trên 7 tỷ đồng, đảm bảo 100% nạn nhân nghèo khó khăn được trợ giúp. Có 50% hộ nạn nhân có đời sống khá giả, 50% hộ khó khăn cải thiện dần lên. Có 80% hộ được hỗ trợ vốn sản xuất, cải thiện cuộc sống. Có 70% hội xã phường vận động đạt và vượt chỉ tiêu. Hàng năm có từ 5 đơn vị trở lên đạt xuất sắc. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 21 thành viên. Ông Nguyễn Minh Luân được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cà Mau, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng trao một kỷ niệm chương, một bản ghi nhận tấm lòng chàng, 11 bằng khen và 18 giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp trong công tác hội. Nhân dịp tháng 7 Du Lan, hôm qua chùa Moni Vong Sa tổ chức lễ Du Lan và trao tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn thành phố Cà Mau. Nhà chùa tổ chức lễ Du Lan để mọi người cầu an cho bản thân và những người thân đang sống, cầu siêu cho người đã khuất, thể hiện truyền thống văn hóa hiếu nghĩa, uống nước nhớ nguồn và tín ngưỡng tâm linh thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam. Dịp này, nhà chùa đã trao tặng 220 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cà Mau. Mỗi suất là các nhu yếu phẩm gồm gạo và các đồ dùng thiết yếu phục vụ cho sinh hoạt. Kinh phí do các Phật tử cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ đóng góp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin trưa của Đài Phát thanh Truyền Cà Mau. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin sau.